Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con cừu fun anh em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cầm 118k vào chơi cũng như là kiếm tiền trên con quay thú cừu fun cho anh em xem nhá. Đấy, nhưng trước khi vào quay thú thì mình vẫn tiếp tục lật poker trên dưới anh em. Đấy, kiếm vốn đã anh em ạ. Chơi gì, đầu tư gì cũng phải kiếm vốn anh em nhá. Đấy, chứ vốn nhỏ mà đầu tư thì nó lâu lắm anh em ạ, lâu giàu lắm. Bây giờ lên 900 rồi, mình sẽ kiếm thêm lít vài lít gì nữa anh em nhá. Ráng lên một cụ nhá. Đấy, ok, một cụ 0 trăm này. Mình sẽ lập thêm vài phát nữa anh em. Cụ 1 này. Lên chưa? Cụ 2 này. Lên chưa? Được, đồng nào là phải xào đồng đấy anh em ạ, mấy chục ca cũng lượm anh em. Đấy, vì cái này anh em càng lật là nó càng bị bà ăn rồi. Một củ 340. Bây giờ mình sẽ vào quay thú chơi kiếm tiền cho anh em xem nhá. Rồi anh em nào mà đang xem thì đừng quên cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình với anh em nhá. Và anh em có những yêu cầu nào làm về vốn nhỏ, vốn lớn hay là bắt cầu hay là thử thách gì thì cứ comment bên dưới phần bình luận cho mình biết nhá. Rồi mình sẽ thực hiện theo những yêu cầu của tất cả anh em. Rồi thì cảm ơn tất cả anh em đã ghé vào ủng hộ mình. Đấy, dành những thời gian quý báu của anh em xem video ủng hộ mình nhá. Đấy, anh em xem video thì giải trí thôi anh em nhá. Anh em xem video giải trí là mình vui lắm rồi anh em ạ. Đấy, còn anh em nào muốn trải nghiệm con này thì mình sẽ anh em đây để mình xem đã. Ok anh em. Ăn 4 lít x8 nhá, 450k x8 nhá. Rồi cũng kiếm mà khá khá anh em ạ. Nhưng mà mới khá khá 1 triệu mấy lên 3 triệu rưỡi luôn phát đầu tiên anh em nhá. Rồi anh em nào mà chơi trải nghiệm mà con coupon này thì link trong mô tả nhá. Mình vẫn tặng code free với lại Momo free cho anh em chơi nhá. Và đặc biệt nữa là mình sẽ đưa anh em về bờ trong một ba con game ở dưới nhá. Một trong ba con mình ghim dưới phần bình luận với là mô tả đấy anh em. Đây, ai mà tải theo link mình đều đưa về bờ miễn phí mỗi người 1 đến 2 lần nhá anh em. Ôi phát này đi mẹ chủ dưới rồi. Vãi nồi chưa anh em ạ, à? Mình tưởng nó về thú tiếp chứ, ai ngờ nó về chim luôn anh em ạ. À. Vừa về ba con chim xong, về một con thú lại về chim anh em. Bây giờ mình sẽ bể chim cho anh em xem luôn này. Đấy, cầu như này là cầu như này là cầu bịp anh em nhá, anh em phải bắt chim. Chứ anh em nào bắt thú là anh em toang luôn. Phát này không bao giờ 100% là về chim, một trong ba con này thôi. Nếu mà về X12 thì cũng phải chấp nhận thôi anh em, về con đề bảng thì chấp nhận thôi. Ồ. Ôi mẹ ơi, tí toang anh em, tí về đề bảng toang luôn này. Đấy, anh em phải bắt thế này. Anh em mà vừa rồi là tay vừa rồi là nhiều anh em theo lại con thú lắm anh em ạ, theo lại con thú là anh em đi chắc luôn. Không bao giờ nó về lại thú đâu. Rồi bây giờ thì mình bắt chim tiếp anh em nhá, bắt chim tiếp xem nó có biệt nữa không anh em. Đấy, vì cầu như này là nó ít về thú lắm anh em này. Cầu như này nó khó về thú lắm anh em ạ. Đấy, hôm nay thì vốn 100k thì quay thú này thì mình sẽ kiếm 4 năm củ mình nghĩ nhá. Mé lại về chìm cày thế nhỉ. Đây, 100k thì cứ kiếm ngày 4 năm củ nó là khá đơn giản đối với mình rồi anh em ạ. Anh em thì không biết như thế nào nhưng mình nó quá dễ rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ ra vào lại phát anh em nhá, ra vào lại phát cho nó chắc ăn anh em. Đấy, chơi vài phát ra vào lại phát cho nó chắc ăn anh em ạ. Đừng có ở anh em ra nhiều khi vào lại nó vẫn bàn mới mà nhiều khi nó vào lại vẫn bàn cũ rồi. Rồi ra thỏ anh em nhá. Đấy, cầu thì nó có nhiều cầu anh em mà nó có nhiều bàn lắm. Anh em cứ ra vào lại liên tục cho nó đổi bàn đi cho dễ chơi anh em nhá. Anh em đừng có chơi một bàn nhiều, nó hay bịp với lại khó chơi anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt thú anh em nhá. Cầu đi như này là phải bắt thú anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bắt mỗi con 5 lít đi. Để xem có ăn không anh em ạ. Để xem có ăn không nào. Mở. Đây rồi, ăn rồi anh em ạ. Ôi. Ôi, đúng rồi anh em, phải x8 x6 không ăn thua anh em ạ. X8 còn lái được chán. Đấy, x8 còn lái được 3 triệu gần 4 của anh em. 5840. Còn cái kia 5630 thôi anh em ạ. Hơn là một củ anh em nhá. Bây giờ lên 6 triệu rồi. Chắc chơi tầm tay vài tay nữa nghỉ thôi anh em. Tham lam gì lắm. Tham lam còn cái nịt anh em à, đúng không? Tham lam chỉ còn cái nịt thôi.
Ok anh em nhá. Rồi ăn tiếp rồi nhá anh em. Ăn tiếp rồi nhá. Lên bao nhiêu rồi? Lên bao nhiêu? Ok anh em, lên 7 triệu thứ nhá. Bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây nha. Ăn non thế này thôi là quá đủ rồi. Bây giờ chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại.